Một thanh niên Việt Nam vừa bị Taylor Swift chặn Messenger vì thường xuyên nhắn tin gửi nhờ tài liệu. Không biết là vô tình hay cố ý, một nam thanh niên Việt Nam đã liên tục gửi tài liệu vào fanpage có tích xanh của Taylor Swift liên tiếp trong một thời gian dài. Chính vì sự làm phiền này nên mới đây, nam thanh niên này đã bị fanpage Taylor Swift chặn thẳng tay không thương tiếc. Anh chàng này sau đó đã chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội khiến nhiều người phải bật cười, ghi nhận một số những bình luận như sau. Ông coi cái này như cái iCloud của mình vậy, làm để được idol chú ý kìa, quá đáng với chị quá, coi idol như cái iCloud. Thậm chí một bạn khán giả khác còn đăng tải hình ảnh của mình cũng từng gửi tài liệu bài tập cho fanpage Huấn Hoa Hồng và sau đó thì cũng đã bị chặn thẳng tay.